đây nha mọi người, sau khi mình mua đồ dời hết nè là mình lấy ra mình xịt đeo vào tay hết nha mọi người. Đó, mình xịt là từng cái hết, mình bưng ra nè, xịt từng món hết. Đi rượu mua giờ gì cũng có xịt hết. Bước gì là mình xịt hết luôn nha mọi người. Nói chung là cái gì mình cũng xịt hết á. Ai xịt hết cái đống này luôn. À, xịt xong bỏ qua bên, bỏ qua bên. À, giới thiệu với mọi người là đây là mình chuẩn bị nè. Ba bình này. Bình 5 lít, bữa giờ mình xài chắc chục bình rồi đó. 50 lít xịt cũng rồi đó. Cái gì mình cũng xịt hết cho mọi người. Sau khi mình xịt xong hết cái này nha, mình xịt hết cái đám này xong rồi mình để đây khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ. À, 1 tiếng đồng hồ xong đó mình quay lại mình xịt một lần nữa. Xong rồi mình để đó 1 tiếng đồng hồ nữa, bắt đầu là mình đem vô rửa và mình cất vô tủ lạnh. Đó là cái quy trình mà khi mình mua đồ online giờ thì mình khử khuẩn theo phương pháp này. À, rất là cẩn thận nha mọi người, tránh trường hợp tại vì cái hiện tại là virus đó, nó sẽ bám trên cái vật thể này thì chúng ta phải khử khuẩn hết thì sau khi đưa vô nhà thì mới an toàn. Sau khi khử khuẩn xong là mình dẹp hết hai cái bao tay này luôn. À, rồi mình rửa tay sạch sẽ này kia đồ hết lại, vệ sinh lại mới an toàn nha mọi người nha. Giờ mình sẽ tiến hành vệ sinh tiếp nha mọi người ha. Tiếp tục continue. Đây nha mọi người, sau khi mình tháo ra hết nè, mình vệ sinh, mình xịt khuẩn sạch hết rồi mình để như vậy. Tức là mình sẽ để như vậy một cách cẩn thận, khoảng 1 tiếng đồng hồ sau mình mới động tới. Bạch đồ mình lau ra hết ha mọi người ha. Đây xịt khuẩn nè, là an toàn 1 tiếng đồng hồ sau rồi mình xịt sơ qua một lần nữa. Rồi mình mới cho vô mình rửa lại ha mọi người ha. Nên công tác mùa dịch này là rất là nguy hiểm. Các bạn mà mua đồ mà nó virus nó bám qua thực phẩm vậy thì chúng ta tiếp xúc vô thì nó cũng bị lây luôn. Nên chúng ta là cẩn thận tuyệt đối ha mọi người ha. Chúc mọi người có sức khỏe mùa dịch an toàn để chúng ta vượt qua mùa dịch. Hy vọng là chúng ta sẽ giãn cách hết tháng 9 này, là qua tháng 10 là chúng ta có thể là chính quyền nới lỏng cho chúng ta có thể chiến thắng được phần nào dịch. Rồi bye bye, tạm biệt mọi người.